Vâng, và ngày hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ đến. Anh ở lại với chỗ anh. Và có vẻ như các cửa hàng phòng ngự của đội bóng Kích Sơn như vậy đang không có sự tập trung không theo người. Diễn ra không quá nhanh với sự tập trọng của cao thủ lắm. Và cùng với đó thì Kích Sơn vẫn chưa thể nguy hiểm. Vừa rồi có rất nhiều sự lựa chọn để bàn thắng có thể đưa ra đi bóng tiếp rất nhiều và phối hợp với đối phương. Và bây giờ thì sự xuất sắc của Trường Đồ đã được chứng minh. Một vài dứt điểm đã mang về bàn cân bằng tỷ số dành cho các cầu thủ Kích Sơn. Và dứt điểm tự tin của Trường Đồ vừa rồi thì có vẻ như thủ thành của Lan đã hơi bị chán mặt và không có cơ hội trong pha bóng này. Trường Đô rất khéo, một người bắt hữu đã loại bỏ ra thủ đối phương. Trường Đô Quang bắt hữu bóng là được chuyển đến tay của Trường Đô. Đó là những người đơn chuyển đến bắt hữu. Không được bắt hữu. Từ xuất sắc của cầu thủ đã vào thứ hai. Tình huống dứt điểm cân bằng tỷ số đó là một vài dứt điểm rất thảm. Và giờ đây là tình huống dứt điểm đủ khó. Đủ khó để có thể làm được một cầu đối phương. Bây giờ thì đã có bàn thủ môn của cầu thủ đá rồi. Dù rất xuất sắc nhưng không thể làm được dứt điểm. Như vậy đã có bàn cân bằng tỷ số 2 đều. Người ghi bàn đó là cầu thủ áo số 7 Nguyễn Huy Tuấn. Một pha dứt điểm mà bóng đi quá nhanh và đã đập vào cột dọc phía trong. Dựa nhiều vào cầu thủ có lối chơi nỗ lực và không có nhiều những gì có quả tốt ở trên sân. Tôi chưa. Đúng rồi. Thank you.
Lý Sơn. Có mặt cháu đi lấy trò Lý Sơn và các người Lý Sơn. Để vào xử lý bình tĩnh và dứt điểm nhẹ nhàng của Lý Sơn. Cá tốt, rất này, tốt chuẩn trong dự án là số 34 để chọn dự án này, số lượng dự án này cũng chọn còn một bạn. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.